không ngọt. Chị mới vô nha mấy anh chị, hiểu không? Đây là bảy màu nè, Đà Lạt nè mọi người. Đà Lạt này là chim thuộc nha, sắc có chuyền nè. Đấy. Này đâu có like trực tiếp nữa, like trực tiếp đó, nó không có ra hết cái màu con chim. Nó quay từng con cho anh em up lên YouTube nha. Đây là con, đây là con Tiêu nha anh em, Tiêu cắm hạt nha, rất là đẹp luôn. Đó. Có mấy con mới chỗ lúm đốm luôn nè mấy anh chị. Quá trời chim. Đù, đù nhức nách luôn. Mọi ơi. Cái cây trong mình còn. Vô cây trong á. Vô cây trong đi. Này cho phải mua thêm cái trống rùng nữa nè. Vô được vài con tí ô khu mặt Đà Lạt cắm hạt nha mấy anh chị. Đây nha. Dạ. Ui giời. Có chừng xảy nha. Bỏ xuống đất để nó lên đùi đó Đạt ơi. Đúng rồi, bỏ xuống đất á. Ngồi xuống luôn đi. Nếu mà cầm vậy là nó ba cái dù là xong luôn á. Tọt hai ngón thôi. Này nè, quay qua đây nè. Cầm hai cái giò lên. Đây là chim con tí ô nha anh em, tí ô nha, đặc sản Bến Tre nha, rất là đẹp luôn anh em. Con này cắm hạt của anh em bán ra giá 400.000 nha. Rồi vô gái ơi, rất là đẹp luôn mọi người. Cầm hai chân nha, cầm ở khớp ở trong á, cầm khớp ngoài cứ gãy á. Này nè, cắm hạt cứng nha. Đấy. Mọi người rất là nhiều luôn. Mới vô ngày anh em, hôm nay là ngày 31 tháng 3 2019 lộn 2021 nha. Dạo này đồ ốc sao. Chim. Hai ngón rồi. Ờ đúng rồi. Coi chừng phóng xanh á. Thùng bia á, mỗi một con là một thùng bia á. Anh chị nào thích dưỡng chơi những lồng chim hút mật, ăn uống sạch sẽ ăn cám đó. Nên này nó chỉ ăn cám vỗ nước thôi ta, lâu chưa mấy trái cây ha. Thì chơi những dòng này rất là sạch sẽ nha, không có sợ sâu gớt trong nhà luôn nha. À, chứ phải như những dòng chim sâu ăn sợ gớt trong nhà ảnh hưởng đến gia đình ha. Thì chơi những dòng này hót, nói chung là hót cũng hay, rất là đẹp màu sắc nè mọi người ha. Từ từ nó lấy nét nè, đó đẹp ghê không anh chị. Ai rồi xây vô Đà Lạt ấy, vô Đà Lạt cái gái ơi. Ờ. Đấy, rất là nhiều luôn. Đây bảy màu nữa nha mấy anh chị. Có hai con Đà Lạt thuộc nè. Một năm lòng ha. Đấy, người ta mới thanh lý nha. Đấy, có một con đang hai lông, đầu đang ra lẫm chởm lẫm chởm, một con thì lông lá ok nha. Giá của hai con Đà Lạt này em bán ra là 1.000.000 nha. Rất là đẹp luôn. Hàng này là khỏi có suy nghĩ luôn nha. Anh em về chăm lông là chơi thôi. Lông đuôi rất là đẹp luôn mấy anh chị. À. Hàng này là hàng chim thuộc nha mấy anh chị. Đây hai lông nè, kiểm tra mắt móng mỏ đi đẹp ơi, đẹp ghê không. Ờ, móng mỏ đầy đủ, móng mỏ đầy mắt đầy đủ không. Con này nó đang hai lông nha mấy anh chị nha. Đó. 1.000.000 một con nha. Đây còn một con nữa, chỉ có hai con thôi nha. Đúng rồi, hàng này về anh em về cho tấm táp ăn uống. Một thời gian sau lông lá ra đủ rất là đẹp. Nó còn bộ lông đuôi rất là đẹp nha mấy anh chị. Đây đây là chim thuộc nha. Ngon lành chưa? Đấy, quá cháy luôn nha. Đa số toàn là chim bổi thôi nha mấy anh em. Đây là chim thuộc, người ta chuẩn bị rớt một bộ lông rồi nha. Được không? Quay cái gái ơi. Đó. Xem em đẹp bóc chim nha. Nha mọi người, có hai con thôi nha. Đuôi rất là dài luôn. Trời ơi nó đẹp rồi, nó đẹp luôn mấy anh chị nha. Đây là hai con là hai cắm hạt không nha, xoay xoay con chim á, đưa bên trên mặt đó nha. Nó đẹp nha, ok luôn, ok luôn lắm. Đấy. Chịu chứ mày, chim thuộc nha mấy anh. Đây em có thêm con sắc pháo chuyền nữa nè, hàng này anh thích hợp cho anh em chơi, sau này có thể khiển tay luôn nha.
xếp pháo chống truyền chỗ chỗ ngực đỏ rồi nằm ở chị. Con này em Hào bán ra với giá là 400.000 nha. Đúng không? Bữa anh bán 400 luôn đúng không? Bỏ nha anh em. Chim này chim mới vô ăn cám cứng nha, chứ không phải là chim thuộc ha, chỉ có hai con Đà Lạt thuộc thôi. Đây, hai con Đà Lạt cái đuôi nó rất là dài luôn mọi người thấy không? Đó. Ăn cám cứng nha. Hàng này cái loại này rất khó vô cám nha nên cái giá nó cao. Đây là con hút mặt sát pháo. Sát pháo đỏ nha anh em. Trong loại này nè. Đó. Ở đó chén nè, đó, đây nè nó nè. À, con này ăn cắm hạ cứng em bán giá 400 nha. Mấy anh chị nào chơi gọi điện em có một con thôi. Vô cưng ơi, tới màu mấy màu. Đúng rồi, tới 7 màu nha. 7 màu quá trời luôn nè mấy anh chị. Màu nhiều thế. Mấy màu nha, 7 màu này là hàng cắm hạt nha. Có chim chiền, chim trống luôn, chim chiền 400 chỗ chấm á. Đó, còn chim chim già thì 300 nha. Cái này được gọi là hút mặt tím dung nữa nha mấy anh chị. Rất là đẹp luôn nè. À, ok, rất là đẹp luôn mọi người. Lụm. Lụm lúa. Ngồi xuống luôn. Hút mặt nha. Cái học này chỉ chọn được hai ngón thôi. Thì đâu không chăn, công viên không tình yêu. Đó nhé, đục. Nó đẹp luôn. Rồi vô luôn. Rồi luôn. Để tập thể luôn ha, nó cắn nhau sao? Có, bỏ ghi đi. Mất công tí xíu nữa tách nữa cưng. Nó đẹp luôn ha mấy anh chị. Nó hót quá trời luôn nè. Như một dì thằng ha. À, dòng này mau chơi mau hót lắm nha, rất là dễ nuôi, cực kỳ sạch sẽ luôn ha. Ăn cám hút mật thôi nha mấy anh chị. Mua chim nếu mà anh em không có cám nhớ đặt mua cám luôn nha. Đó, để em Hào lên đơn nha, chứ về là cho ăn cám gà là xong luôn á. Hút mật nó có cám riêng của nó nha. Đó, cho ăn cám chè cám khú đâu là không có được đâu nha, nó xù đó. Đi ngủ luôn. Đúng rồi, nó đi ngủ luôn á. Em đạt nói là đi ngủ luôn á. Có hai con hút mặt thuộc thôi. Rất là đẹp luôn. Cái con cũng lông đồng nè. Nó đang chậu, nó đang mọc lại nha. Đấy, đang hài lòng anh em. Đuôi rất là dài luôn mọi người. Dài rất là đẹp nha. Rồi vô luôn đi. Đó. Rất là nhiều mà loại hút mặt ở sớm còn nhiều loại hút mặt lắm nha. Hồng đen, đuôi trẻ. Ý, đuôi trẻ hết rồi, hồng đen nha, 7 màu, Đà Lạt, sát pháo, 5 màu, tí ô. Kiểm tra móng chân rồi luôn nha. Đấy mọi người à. Rất là đẹp luôn nè. Đẹp ghê, tí ô rất là đẹp nha anh em. Hàng này rất khó vô cắm hạt nha, bởi vậy cái giá cắm hạt nó chênh lệch với giá cắm bổi rất là cao. Đó, tí ô này em bán. Cái ô này em bán ra giá cắm hạt cứng là bao anh em luôn là 400.000 nha. 400.000 nha mấy anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi ra ngoài luôn đi. Bỏ chung là bắt ra đá. Bỏ vô lát nhớ cho ăn nha. Thấy. Quá trời chim. Cám hết trời, chia nè mọi người. Bây giờ chia nha, ốc bích này em có ốc bích chiền chậu chấm nè. Một con này chiền chậu chấm em bán 500 nha. Đây con này là kêu chạch chạch rồi nè, bán 500 luôn dao beo nè. 500.000 luôn ha. Ở đây cẩn thận nha, coi chừng bay á. Ba con là mắc hùng bê á. Cái học này khó bắt à. Ừ, hai ngón. Cẩn thận nha, đẹp ơi. Một tay bắt, một tay cầm. Một tay bắt, một tay đẩy á. Một tay bắt, một tay đẩy á, đẹp ơi, nó bay á. Đây, nguyên nó vô luôn. Đẹp ghê. Sao không thấy rõ lắm ta. Đây là đẹp ơi. Đưa nó vô xét xét chứ.
rất là đẹp nha. Trắng là mấy con chiều mới chỗ nè, chiều mới chỗ nha mấy anh chị, quá đẹp luôn, màu sắc. Đây là cái ớt có nào đã kìa, mới chỗ nè thấy không. Rồi vô luôn nha. Đó, chuyền bán giá 5 xị con nha. À, chuyền chỗ 90% nha mấy anh em. Còn bỏ già, con già chỗ hết thì bán 400 nha. Quá rẻ luôn. Đúng không Đạt? Đưa đưa nó vô sát cái cây trong đó kìa, được cho nó đỡ vô, một tay bắt một tay che á. Cái này em chọt cho nó bay cái dù liền á. Quá trời không mặt luôn nè. À, sát pháo nè không. Nó còn con nuôi trẻ nè. Bây giờ nó bị mũi chích thôi gì à, sưng à. Cung dưới mày. Cánh nè. Dùng luôn cánh nè ha. Bây giờ dùng luôn cánh nè. Bỏ vô luôn. Cánh học rồi. Trên trên đầu còn. Không còn học luôn à? Còn còn học trên. Mấy học? Một. Còn mấy con nữa? Bốn con. Bốn con à? Đâu, đã xem luôn. Quay xong ra chim vô rồi. Rồi ok. Thôi, chào mọi người nha. À, đây nè, shop chim cảnh Thái Hào ha. Cần liên hệ bên em nha. Rồi. Đường Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, Đồng Nai, phường Hóa An ha. Chào mọi người ha. Đây, 25 đồng nha mấy anh chị. Về mình âm lông rồi nha. Đấy. Rất là đẹp luôn mọi người, đưa nó dài nha. Đưa nó bị dính nước á. Cắm hạt cứng nha. Chim một mùa lông nha mấy anh em. Đang hai lông nha. Chim hai chùa. Thì anh em đây là con hút mật bảy màu nha, còn được gọi là hút mật nhung á. Giá bán của nó hàng cắm hạt là 300.000 một con nha anh em. Chim rất là đẹp luôn ha. Đây, đây là nó nha. Rất là đẹp mà anh em. Ba trăm ngàn một con cắm hạt nha anh em. Đấy, ăn cắm hạt như thế này nè. Con này là con hút mật bảy màu nha, rất là dạng. Đẹp tuyệt vời luôn.
Đây là chim sát pháo nha anh em, có màu đỏ rất là đẹp nha, phía sau đuôi nó có màu vàng nha anh em ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây sát pháo nè, hàng này hàng cắm hạt, giá bán ra của cửa hàng em là 400.000 một con ha, là hàng có lông đuôi, còn hàng mà bị gãy lông đuôi á, bị hư lông đuôi á là 350 nha anh em. Rất là đẹp nha, những mặt hàng này rất thích hợp cho anh em nuôi cà phê cà pháo ha, chân trong nhà rất là sạch sẽ, nó chỉ ăn cám và uống nước thôi nha, rất đẹp nha mọi người ha. Có một màu đỏ ha, màu rất là đỏ nha, 400.000 một con cám hạt cứng nha anh em. Đây. Mua chim anh em hãy truy cập vào mục video trên kênh YouTube để theo dõi các dòng chim mới nhất của Thế Hào.